bạn trên kênh Kỹ thuật Nuôi Ong Như Phương. Hôm nay ngày 29 tháng 8 2020, thế hôm nay tại ong Kỹ thuật Nuôi Ong Như Phương thì có bán ong cho một cháu, cháu gì? Cháu Hiệp ở gì nhỉ? Ở Hải Phòng, cháu mua ong về chủ yếu là để lấy mật táo. Chào ông, mua ong nhá. Vâng, chào. Đây là cháu vừa đánh xe đây, chào tài xế, chào bà con nhé. Chào tất cả mọi người. Vâng, đây là tài xế chuyên chở ong và rất nhiều ngành nghề, người Hà Tây nhưng mà xuống máy Hải Phòng làm, nhưng mà nhiều nghề lắm, cả lái xe nữa. Thế thì hôm nay là cháu xuống mua ong giống của tôi, thì đang chuyển thùng để thay thùng cho mọi người nhé. Là mỗi là đang là hiện nay là mỗi là đang ba cầu mạnh đông, để chủ yếu là mùa này là cháu mua về chủ yếu là để lấy mật táo. Lấy mật táo là chính chứ không phải là lấy giống bây giờ, đúng không? Vâng. Chủ yếu là mua ong bây giờ là mua ong là báo cáo với bà con là các bạn chủ yếu bây giờ là mua ong để lấy mật táo. Thế cho nên là mật táo, mà mật táo hiện nay là mật táo là cái thị hiếu mật táo rất đắt, rất đắt mật táo. Thế nên là mọi người là mua ong phải có chuyên nghiệp, kỹ thuật cao thì mới gọi là mua ong bây giờ. Ung thư dạ dày thì tôi chị còn bệnh dạ đấy. Xe là xe đi, khi mà xe anh em đi từ sáng là đi mấy tiếng đấy? 3 tiếng từ Hải Phòng. Vâng, từ Hải Phòng Đồ Sơn. Đây thằng Ngâm từ Hải Phòng Đồ Sơn nhé. Đấy là đây xe đấy. Đang chuyển thùng, đây là cháu chuẩn bị sang thùng để chuyển năm đi lấy mật táo. Ông của tôi thì chưa bao giờ lấy mật táo đâu nhé. Ông của tôi thì chưa bao giờ lấy mật táo, để hôm nay có khách ở dưới Hải Phòng nên là mua để lấy mật táo, chỉ có lấy mật táo. Đây xin đăng xuống thẳng thùng nhé. Tôi dừng lại video thì các bà con đã xem anh em sang thùng nhé. Vâng, xin chào quý bà con anh em và các bạn hãy mê nuông trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Trở lại kênh YouTube Kỹ thuật Nuôi Ong Như Phương thì vừa rồi thì mọi người cũng đã được xem cái hình ảnh mà cháu Hiệp ở Đồ Sơn. Cháu Hiệp Đồ Sơn thì có vừa rồi lên tôi mua mấy chục đàn ong và ở nhà cũng đã có như thế là 100 đàn rồi, và mua thêm tôi mấy chục nữa là tổng cộng là khoảng 150 đàn ong. 150 đàn ong thì mua ong của tôi về đã ổn định được một tuần. Sau khi ổn định một tuần rồi thì bắt đầu chuẩn bị vào khai thác mật. Ong rất là đẹp và chuẩn bị vào khai thác mật thì sẽ ập đến cơn bão số 3. Thì như vậy là rất là tai hại. Thì bây giờ mời quý bà con anh em và các bạn chúng ta xem tàn dư của cơn bão số 3, nó quật đổ cái chạy, quật tan nát cái chạy ong của cháu Hiệp như thế nào, rất là đáng thương. Thế cho nên là hôm nay tôi cũng làm cái video này để chia buồn. Thế mời quý bà con và các bạn chúng ta cùng bắt đầu xem nhé, như vậy là chúng ta đã vừa được xem cái trại ong của cháu Hiệp, mua thêm của tôi mấy chục đàn và ở nhà nữa, là tất cả tổng cộng là 150 đàn. Và trước và sau khi bão ở số 3 đã làm tan nát cả một trại ong, lật đổ gió bay, đổ hết cả vườn chuối, cạnh đó là những dãy vườn táo đang ra hoa, đang ở thời kỳ thu hoạch vật táo thì cũng tan nát hết. Và cháu có chia sẻ với tôi hôm nay
là được cái là tài sản nhà kiên cố thì cũng chắc chắn, cho nên nhà cửa thì không sao, tài sản thì không có thiệt hại, mà chỉ có đến giờ là nhặt nhạnh được còn 30 đàn ông, 150 đàn ông, bây giờ còn 30 đàn ông thì mỗi đàn nó thiệt hại và bị bệnh thối trùng, chỉ còn có mỗi đàn hai cầu và đang chăm sóc và phát triển trở lại. Vâng, thôi thì cũng không sao, cũng là một cái của đi thay người. Qua cái video này thì cũng chia buồn cùng với cháu Hiệp ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Và cũng qua cái video này thì cũng là một cái bài học để cảnh tỉnh, nếu chúng ta mà có bão, mưa to, gió lớn, bão thì chúng ta cũng có cái đề phòng, có thể chạy ong vào trong nhà xếp đống lại. Và hôm sau hết bão chúng ta lại đưa sao thì chắc chắn là rất giảm thiểu đến cái thiệt hại và không thiệt hại mấy. Vâng, video đây hết. Xin kính chào quý bà con và các bạn, và xin chào tạm biệt.